Những cơn mưa dông nhiệt vào đêm và sáng sớm không giúp cho bầu không khí tại khu vực Bắc và Trung Bộ hạ nhiệt. Tiết trời vẫn rất nóng bức. Chịu sự chi phối rất mạnh của áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn, nên trong hai ngày cuối tuần và những ngày đầu tiên của tháng 7 thì nắng nóng vẫn là dạng thời tiết chủ đạo. Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng từ ngày 18 tháng 6, nắng nóng xuất hiện ở đồng bằng Bắc Bộ. Đến ngày 21 tháng 6 thì mở rộng ra toàn miền Bắc và miền Trung. Trong 4 ngày 22 đến 26 tháng 6 là đỉnh điểm của nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ. Một số nơi nóng hơn như Lạng Sơn, Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An, Hưng Khê, Hà Tĩnh lên trên 40 độ. Hà Nội cũng là tâm nóng khi ghi nhận mức nhiệt là 39 độ. Thống kê của cơ quan khí tượng, từ đầu tháng 6 cho tới nay, Hà Nội có 21 ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 độ trở lên, trong khi trung bình nhiều năm thì chỉ 8 đến 10 ngày. Từ hôm nay, rãnh mây dông suy yếu, Bắc và Trung Bộ sẽ nắng mạnh trở lại trong 2 ngày cuối tuần, nhưng mức độ sẽ không quá gay gắt, phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng kéo dài đến hết tháng 6 và sang đầu tháng 7 sẽ có thể hạ nhiệt khi vùng thấp nóng suy yếu.